Chào mừng các bạn đã đến với kênh Vòng Cấm Địa. Lúc này thì Ted Trần đang có mặt tại studio và ngay lập tức đã nhận được một thông tin rất nóng, đó chính là việc huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức được bổ nhiệm vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam. Và tôi xin được đọc cụ thể cái thông tin này. Liên đoàn bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2024. Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 5 tháng 4 năm 2024. Ngày 8 tháng 4, đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn và thi đấu cọ sát một trận với đội tuyển U23 Jordan vào ngày 10 tháng 4. Vòng chung kết U23 châu Á năm 2024 diễn ra tại Qatar từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tới đây. Đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia. Như vậy là chúng ta đã có được thông tin chính thức người sẽ thay thế huấn luyện viên Philippe Troussier ngồi vào vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam. Xin được nhắc lại, đây chỉ là đội U23 Việt Nam thôi, và đặc biệt là chỉ giúp U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á thôi. Đây là điều mà chúng ta cũng thấy dễ hiểu thôi, khi mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là một người cũng đã có thâm niên dẫn dắt các đội trẻ của bóng đá Việt Nam trong một quãng thời gian rất là dài. Và đặc biệt là quãng thời gian vừa rồi thì thực tế là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng phối hợp cùng huấn luyện viên Philippe Troussier để có thể nào chia sẻ những cái gánh vác dẫn dắt các đội trẻ và dẫn dắt các thành phần đội tuyển. Tôi nghĩ rằng là lúc này thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là một người hết sức phù hợp, và trước mắt cái giải pháp chúng ta cần gấp thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đáp ứng được một số những cái tiêu chí mà chúng ta đề ra. Mục tiêu của chúng ta đương nhiên một cái vòng bảng, ở một cái bảng đấu mà chúng ta tương đối có thể nói là nhẹ so với chúng ta, khi mà chúng ta có lẽ là Uzbekistan là đội bóng mạnh hơn chúng ta thôi. Còn lại là U23 Kuwait hay là U23 Malaysia đều là những đội bóng được coi là chiếu dưới. Tuy nhiên với một cái tinh thần nó đang hơi bị đi xuống một chút sau khi chúng ta đã để thua rất nhiều những trận đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cùng với đó là thay vị tướng ở vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, thì cũng có thể là tinh thần của các cầu thủ cũng bị ảnh hưởng đôi phần. Mặc dù vậy thì tôi tin rằng là với cái năng lực của các cầu thủ trẻ, chúng ta vẫn có thể vượt qua được vòng bảng. Và sau khi vượt qua được vòng bảng thì chúng ta chỉ cần một trận thắng nữa ở vòng loại trực tiếp là chúng ta có thể có được tấm vé đi Olympic rồi. Đấy cũng là mục tiêu tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm được nếu như các cầu thủ của chúng ta tuân thủ lối chơi bóng thực sự mà tinh quái một chút so với những đối thủ như U23 Malaysia hay là U23 Kuwait. Đương nhiên bóng đá chúng ta không thể nói trước được, và chúng ta cùng hy vọng rằng là khi mà chúng ta đã đi xuống đáy rồi, mình nghĩ rằng là quãng thời gian vừa qua khi mà chúng ta đã trải qua những trận đấu thực sự thất vọng và cấp độ đội tuyển quốc gia của chúng ta không còn gì bết bát hơn nữa, thì đây là gọi là một cái đồ thị hình sin đang đi xuống. Thì sau khi đi xuống thì chúng ta hãy đi lên và xuất phát từ những cái trận đấu ở giải trẻ như thế này. Mặc dù trước đây thì tôi đã từng có một cái thành tích có thể coi là lịch sử khi mà giành được ngôi Á quân tại U23 châu Á, nhưng mà đó là kỳ tích. Và biết đâu đúng không ạ, khi mà chúng ta không có kỳ vọng, không có hy vọng, cũng giống như cái thời 2018 chúng ta không có hy vọng gì sau khi chúng ta thua tại SEA Games, thì những cầu thủ không được kỳ vọng đó lại làm nên một điều gì đó thì sao? Những ai mà có mặt tại Qatar, đặc biệt là những kiều bào, hy vọng rằng các bạn hãy đến để ủng hộ cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Thế còn lại thì vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải có thêm thời gian để tìm thêm những ứng viên nó thực sự phù hợp, và tiêu chí của vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam cũng là một sự có thể nói là những tiêu chí chúng ta đang đưa ra để làm sao có một người phù hợp nhất. Liệu là một huấn luyện viên đến từ châu nào đây? Châu Mỹ, châu Phi, châu Á hay là châu Âu? Chúng ta đã từng thành công với huấn luyện viên tại châu Âu, đó là huấn luyện viên Calisto rồi. Chúng ta từng thành công với huấn luyện viên tại châu Á là huấn luyện viên Bắc Hưng Sao rồi. Và chúng ta cũng đã từng thất bại với huấn luyện viên châu Á là huấn luyện viên Toshiya Miura. Với huấn luyện viên Việt Nam chúng ta cũng đã từng thất bại, huấn luyện viên Hữu Thắng, Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc. Thì có lẽ là nhiều người sẽ đưa ra những quan điểm khác nhau. Chắc chắn là chúng ta sẽ mỗi người sẽ có quan điểm riêng. Thế lúc này thì mình chỉ cập nhật cho các bạn một thông tin nóng hổi như thế để các bạn có thể biết được là lúc này ít nhất là chúng ta đã có phương án thay thế huấn luyện viên Philippe Troussier ở giải U23 châu Á rồi. Cũng thông tin thêm cho các bạn là lúc này thì huấn luyện viên Philippe Troussier vẫn đang ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam để thu xếp một số những cái thủ tục để thanh lý hợp đồng và bắt một cái chuyến bay trở về Pháp để nghỉ ngơi thôi. xin được nói lời tạm biệt, và đây là một trang mới của bóng đá Việt Nam. Xuất phát điểm là một vị huấn luyện viên lão làng đã dẫn dắt rất nhiều đội tuyển trẻ rồi, đó là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Đây là huấn luyện viên cũng đã rất được lòng nhiều phóng viên, nhiều nhà báo, và hy vọng rằng là ông cũng lắng nghe để làm sao có được sự cầu thị, để có được những cái con người trẻ phù hợp nhất. Chúng ta đang có rất nhiều người trẻ hay đã được gọi lên đội tuyển quốc gia, trong đó có một số những trường hợp ví dụ như Minh Trọng hoặc là trường hợp của Đình Bắc ăn cơm tuyển rồi. Hy vọng rằng những cầu thủ đó sẽ cống hiến được cho U23 Việt Nam tại tháng 4 lần này. Đến đây thì video trên kênh Vòng Cấm Địa cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại nhau nếu như có thông tin nóng của bóng đá Việt Nam. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra những video mới. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.